Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Nghe Gì đây, thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Naruto song đấu nhé. Và hôm nay thì mình sẽ làm về một trận đấu giữa hai cặp đôi với nhau. Và mình sẽ lựa chọn cái cặp đôi Naruto và Sakura đối đầu với Temari và Shikamaru. Và nếu anh em thích cái cặp đấu nào, chúng ta nên kết hợp giữa cặp đấu giữa một nam một nữ, đánh thế nó mới hay hơn. Ở đây có rất là nhiều nhân vật nữ cho anh em chọn, như là Ino này, Hinata này, Rin này, Kushina, rất là nhiều luôn. Và nếu anh em thấy cảm thấy thích cái series này thì đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ với giúp mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn Naruto trước đây. Naruto phiên bản nào đây? À đây rồi, à đây, phiên bản rất là đẹp, phiên bản cao bồi, phiên bản cao bồi không gian. Rồi, một mình Naruto này. Tiếp theo là Sakura phiên bản nào nhỉ? Phiên bản The Last này, Wario này, phiên bản được phục học sinh. À được đấy, được phục học sinh này. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn Shikamaru cho bên máy. Và sẽ làm một bộ trang phục khác, đó chính là Shikamaru trong trang phục là Komle kết hợp với Temari. Temari thì dùng cái gì nhỉ? Đồ bơi đi, swim sui. Đấy, bộ này rất đẹp của Temari. Nhìn rất là sexy. Đầu tiên mình sẽ cần phải chỉnh lại cái phần cấp độ đã. Ok, cấp độ này, mắc cấp này, handicap là giảm đi 2 lần, super hard độ khó. Rồi, và chúng ta sẽ chiến thôi. Naruto phiên bản cao bồi không gian đối đầu với Shikamaru phiên bản là anh của ngày hôm qua. Đây rồi, tiến lên nào, Temari kìa, lên này, ăn đòn, phân thân chi thuật nhơn, hay quá, Rasengan, hay Rasengan, xịt nhơn này, bóng á, biến ngay, phân thân chi thuật, hay, né được kìa, hay nhờ, bom, nổ, không được, nó khôn thế nhờ, ăn lên, tốc độ lên, rồi ôi, thế quái nào ở đây ra vậy? Bùa nổ à? Mình né rồi. Hồi cho ca nào. Đấy rồi. Lao vào này. Làm gì? Hết ảnh phân thân chưa? Lên trời luôn này. Rồi, mình cần về. Hồi cho ca. Đấy rồi. Rồi ơi. Bén thế ta. Bên kia hồi sạch cho ca rồi. Đổi người đi em. Đấy rồi, đổi người đấy. Đổi người này thì mình cũng là Sakura phiên bản được học sinh. Thấm thế nhở? Cái gì vậy? Phong độn. Ui, quạt ba tiêu à? Thể thuật lao vào. Nhờ này, Shikamaru mà mình sợ á. Không sợ đâu, đấm lên. Ui, Shikamaru. Ai chà. Đồng phục học sinh nhìn chất vãi. Chất vãi nổi luôn đấy. Rồi, hồi cho ca. Cái gì đây? Bình tĩnh này em ơi. Nào, hồi cho ca nào. Đây. Lên này, Shikamaru, sút, đấm lên, đấm móc vậy. Ok, chiêu tim, hay thế. Ok, rồi. Đấy rồi, Temari đã đấu với Sakura. Mình bị ấy á, bị cản lại rồi. Chiêu tim. Ôi, né ngay này, chạy đi đâu. Hết sạch chắc ca luôn rồi. Không hồi cho ca nhờ. Lốc. Phong độn. Làm gì? Hết sạch chắc ca chưa? Hết chưa? Ăn đấm này. Sút này. Wow. Kinh khủng đấy. Lên. Chiêu cuối. Xuyên qua. Không được. Đó. Còn đấy không? Còn ảnh vân thân không? Hết ảnh. Lại đầy ảnh vân thân rồi. Kết thúc thôi, Temari nhìn trông ngon hơn Sakura rất là nhiều. Sakura là mệnh danh là ngực lép diacin nhờn này, win, yeah. Hay, đổi người đi, đổi sang này, Rasengan, nào, lên, rồi, chiêu cuối, Rasengan, không được, hay ta. Này, nhờ này, lao vào. Đấy, đúng rồi, lao tới. Bọn vị thú. Chúc mừng Temari nhé. Bizu bot. Bọn vị thú. Wow. Có cần phải hoành tráng hay không? Giao lưu thôi mà.
kinh dị vãi. Nào né, né, né. Thân thủ phi phàm. Wow. Bình tĩnh Quỳnh. Tại sao mình vẫn bị dính nhỉ? Phong men. Wow. Thôi rồi, tôi bị dính rồi. Thôi cho ca nào. Chiêu cuối kìa. Né, né, né. Né này. Né này, Sakura. Sakura. Tiếp chiêu. Cùi trỏ nào. Cùi trỏ. Ui, né rồi. Nhờn này. Đấm vỡ đá luôn. Nào, ok. Ui, giời. Ok, mình sẽ hồi đầy cho ca nào. Temari. Không phải đối thủ nhé. Đâu rồi, Temari vào đây. Temari. Temari này. Temari này. Temari này. Temari. Cùi trỏ. Cùi trỏ này đúng rồi, hay. Làm gì, làm gì, né hết ngay. Oh, Shikamaru, Shikamaru tăng độ lên. Một quả bom, nổ. Ok, ok. Chúng ta sẽ còn là một bùa xanh và một hai làm đơ. Hai làm đơ vào. Này, này á. Lên trời, cho lên trời luôn. Rasengan này, hay. Thôi cho cả. Ôi ơi. Thôi thôi thôi, từ từ anh ơi. Lẽ nào mình sẽ dùng chiêu cuối. Chiêu tim Sakura. Nó phi tiêu. Còn này phi tiêu khó chịu lắm. Chiêu tim. Chạy đi đâu, chạy đi đâu này. Chiêu tim phát hai nào. Không được, không được rồi. Hết sạch Chaka rồi anh em. Nhờn này, rồi. Mình cần hồi Chaka cái. Chiêu cuối này. Chiêu tim kết hợp. Không được, không được, không được rồi. Nó tỉnh lắm. Này này, có dính không? Không dính ạ. Trời ơi, chạy đi đâu. Temari, khó chịu lắm nhá. Mình hết sạch cái rồi, mình hết sạch cái đánh rồi, hạ gục rồi, hạ gục. Nhờn này, nhờn này. Nào vào đây, vào đây. Naruto, Naruto. Phân thân chi thuật, Rasengan. Yeah, hay. Ok, và mình sẽ lựa chọn team của nhìn trang phục này đẹp vãi. Kết hợp rất là chuẩn. Cao Bồi sẽ kết hợp với học sinh. Và mình sẽ chọn của team của Temari và Shikamaru nha anh em. Ok, Return Traitor nào. Chúng ta sẽ có Shikamaru trang phục Comble này. Kết hợp với Temari. Temari thì chuyên tầm xa thôi. Có đèn Naruto. Naruto, nhầm ta. Temari, đây. Bên này sẽ là Naruto. Phiên bản đây, phiên bản phiên bản cao bồi không gian. Kết hợp với Sakura. Sakura phiên bản school, học sinh, đồng phục học sinh. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với trận tái đấu nào. Temari đánh tầm xa cực kìa mạnh, nhưng mà đánh tầm gần thì khá là gọi là củ chuối. Củ chuối đấy. Nào vào đây, Shikamaru, Shikamaru. Rasengan à, anh né ngay. Anh né ngay. Kunai, chém, chém. Và ui, nó lăng mình, nó lăng mình. Hồi cho ca nào, tăng lên. Lên, vào đây. Vào đây, Naruto, Naruto này. Nó phản đòn lại ạ. Sakura, có Sakura ở đấy. Sakura này, 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 nhờn. Chém liên tục, chém liên tục. Bizumot, nhờn. Vãi nồi thật. Lăng tới chứ. Lăng này. Ui, Rasengan trên đầu hay thế. Đấy rồi. Lốc. Lốc này. Nhơn. Quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu này nhơn. Khỏe vãi nồi à. Naruto có bắt được không? Có bắt được không? Vãi thật. Ui. Naruto. Naruto này. Nhưng hơi yếu. Đấy như kiểu là phi tiêu thôi mà. Đánh gần xem thế nào. Chiêu cuối. Chiêu cuối này. Tornado drop. Hay quá. Tornado drop. Ơi ai. Đổi Shikamaru sang. Shikamaru. Ui giời, Rasengan. Đúng rồi. Mình sẽ hạ luôn Sakura luôn nhá. Lên này Sakura đấy. Sakura đấy. Sakura. Chém. Chém. Wow.
lên, không bắt được, cái bóng không bắt được, không bắt được, không bắt được, không bắt được này. Ui, bóng này nhờn. Rồi hay. Lâm Minh. Đây này, kéo lên không được. Hay thế nhỉ? Hay hay hay. Nhờn, ui giời. Temari lên. Temari lại tiếp tục quạt ba tiêu. Ấy. Thế quái nào mà mình bị nổ vậy? Lên. Này này. Nhờn này, Temari khỏe lắm chứ. Temari. Qua xuống, ở hết sạch cho K rồi. Chạy 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 chạy. Ok. Có một cái hồi giảm hồi mana kìa. Oh. Lên này, nhờn này, lốc. Wow 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 wow, Shikamaru. Chiều tim. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ôi, Bizu. Lên này, này thì Bizu, Bizu này nhờn. Ăn đòn Shikamaru, chiều Shikamaru rồi. Hay quá. Chiều bùa nổ kết hợp. Ây da, quá hoành tráng. 1-0. Đơn giản thôi mà. Trận thứ hai. Trận thứ hai này, vào đây, vào đây này Naruto. Ui, căng vãi, Shikamaru đừng bảo yếu nhé. Khỏe phết đấy. Nó chơi cái mùa gì mình rồi? Mùa xanh à? Vào đấy. Temari, Temari, Temari. Hay, 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 hay. Mình có Awakening. Ôi, trời ơi. Tiếp theo, tiếp theo, đúng rồi. Hãy giải cho K rồi nhé. Hồi cho K nào. Mình có thể hóa lên được Awakening không? Lên nào. Awakening đây rồi. Hay rồi. Vua bóng đây. Vua bóng đây nổ. Hay. Nổ, nổ này. Nghệ thuật vãi, chiến thuật. Chiến thuật này, này thì chiến thuật. Mình bắt được ai đây? Mình bắt được ai vậy? Bắt được ai vậy? Nổ, nổ. Ui, thấm vãi. Thấm vãi cả nồi ạ. Chết đi, chết đi. Đúng rồi, hay thế. Nổ, bắn này. Rồi, không được rồi. Được một cái thôi. À, đánh kinh quá. Đánh kinh quá này. Kinh quá này. Ui. Lốc, lốc, lốc. Lốc. Ôi trời, né coi. Thôi win rồi. Không ăn rồi. Ít máu quá. Final Buster. Trận chiến cuối cùng. Trận chiến cuối cùng này. Tornado. Tornado drop. Ui. Có cần phải ghê thế không? Tornado drops. Đâu rồi? Nhân. Nhân. Sút biến. Nổ này. Hay hay hay. Temari. Tornado drop. Rồi ôi. Bye bye cưng. Yeah. Hay quá. Ý chà. Tornado drop. Đài đi. Ok, và mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ cho giúp mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.